Đồ săn bếp từ cảm ứng GPT-53 thiết kế độc lạ trang nhã tạo thêm nét sang trọng cho căn nhà của bạn. Bếp từ cảm ứng GoSun GPT-53 là một trong những sản phẩm bếp điện từ cao cấp của GoSun. Với thiết kế hiện đại, mâm từ nguyên mặt, mặt kính siêu bền, kiểu dáng sang trọng, cảm ứng mượt mà, khóa trẻ em an toàn là những đặc điểm ưu việt mà dòng bếp từ GoSun mong muốn mang lại cho khách hàng. Đặc biệt bếp với mâm từ bằng đồng 100% tăng độ bền gấp 5 lần so với các mâm từ bằng nhôm pha đồng, giúp người dùng nấu nướng nhanh hơn và đạt hiệu suất cao nhất khi đun nấu. Tích hợp điều khiển cảm ứng mượt mà trên mặt kính titanium cường lực chịu nhiệt cao cấp cùng với màn hình LED hiển thị sắc nét và đa chế độ cài đặt sẽ giúp bạn thoải mái lựa chọn sao cho phù hợp với nhu cầu sử dụng. Công dụng của sản phẩm: mặt kính cường lực tích hợp điều khiển cảm ứng trên mặt kính titanium cường lực với khả năng chịu nhiệt độ cao cấp kết hợp với màn hình LED hiển thị sắc nét và đa chế độ sẽ giúp bạn thoải mái lựa chọn sao cho phù hợp với nhu cầu sử dụng. Thiết kế trang nhã, hiện đại kết hợp họa tiết sang trọng tạo tính thẩm mỹ cao cho sản phẩm, nhiều mức công suất và đa chế độ cài đặt sẽ giúp bạn thoải mái lựa chọn sao cho phù hợp với nhu cầu sử dụng. Hẹn giờ 60 phút có chức năng khóa trẻ em an toàn, thông số của sản phẩm thương hiệu GoSun, công suất 2000W. Điều khiển, cảm ứng hiển thị LED, hẹn giờ 60 phút, chế độ 8 mức công suất 8, chế độ cài đặt mặt kính, kính cường lực cao cấp. Mâm từ đồng, điện áp 220-240V, 50-60Hz, bảo hành 2 năm. Chất liệu của sản phẩm: mặt bếp điện bằng vật liệu kính titanium cao cấp, có khả năng chịu lực cực tốt, không nứt vỡ hay biến dạng khi hoạt động ở nhiệt độ cao. Giới thiệu thương hiệu GoSun. Công ty cổ phần GoSun Việt Nam, tiền thân là công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Vinh, chuyên kinh doanh khí hóa lỏng và thiết bị dùng ga, 9 tháng 8 năm 1994. GoSun là thương hiệu của Việt Nam, do người Việt Nam làm chủ. Hiện GoSun có nhà máy sản xuất đồ gia dụng ở Việt Nam, Trung Quốc và cả nhập khẩu hàng từ châu Âu. Sau hơn 23 năm hình thành và phát triển, công ty cổ phần GoSun Việt Nam đã trở thành một trong 3 đơn vị sản chuyên sản xuất và lắp ráp các sản phẩm gia dụng như nồi inox, bếp ga, nồi cơm điện, nồi áp suất điện tự động, lò vi sóng, máy hút bụi, bếp điện tử ấm siêu tốc lớn nhất Việt Nam. Có thể nói, các sản phẩm mang thương hiệu GoSun đang từng bước chiếm lĩnh thị trường và tạo được niềm tin vững chắc đối với người sử dụng. Link mua sản phẩm mình để ở mô tả và dưới bình luận. Nếu bạn quan tâm có thể click xem và đặt mua nhé. Đợt này sản phẩm đang được giảm giá rất sâu. Hãy nhanh tay đăng ký sớm nhé.